vào năm 2029, tại một đất nước Nhật Bản nào đó không phải ở hiện thực, ta gặp được Kudo, một người rất bất mãn với chế độ nhà nước hiện tại. Ở Nhật Bản lúc này người ta xem game điện tử và những thứ công cụ giải trí khác là kinh tởm và không hợp thuần phong mỹ tục. Kudo cũng từng giữ suy nghĩ như vậy và xem lời người đời nói là khôn ngoan, cho đến khi một sự kiện xảy ra. Kudo bình thường là một nhân viên tiếp rượu cho một quán bar. Theo lời đồng nghiệp thì Kudo luôn có một vẻ mặt vui vẻ và cười một cách là lơi khi tiếp khách. Còn bình thường thì cậu trông rất trống rỗng, khi vào nghỉ bên trong thì đồng nghiệp đã bảo Kudo là cậu có điện thoại gieo từ nãy giờ. Cậu tưởng là khách nên không trả lời cho đến khi nhìn lại tên thì giật mình khi người gọi là chủ nợ. Anh ta muốn cậu chuẩn bị tiền vì anh ta sẽ đến lấy trong ngày hôm nay. Ngay sau đó thì truyền hình phát lên thông báo từ chính phủ. Người lên hình là tư lệnh của đất nước này tên là Sino. Ta biết được đất nước lúc này đã chia ra hai nửa là huyễn quốc và chính quốc. Chính quốc là bên nắm quyền và dẫn dắt người dân huyễn quốc trở thành công dân tốt cho chính quốc, 10 năm trước đã có một thảm họa xảy ra và chính quốc luôn phải đối mặt với lũ phản loạn. Kudo sau đó đã có khách nên xuống tiếp rượu trước. Và tư lệnh Sino lúc này mới cho biết là họ vừa tìm được manh mối về lũ phản loạn. Do họ vừa bắt được kẻ mang theo đĩa game điện tử và trong đó có một đường dẫn đến nơi tuyển mộ của tổ chức phản loạn. Và theo lời một trong ba chỉ huy là Iakumo đây thì vị trí đó lại là đặc khu mà Kudo đang sống. Sino thề là sẽ xử lý hết cả đặc khu này. Kudo lúc này đang tiếp rượu và tán nhảm với khách thì bất ngờ khách vùng lên hỏi cậu có biết cô ta là ai hay không. Cậu thì do bị cận nên nhìn không rõ để rồi cô ta đã tức giận mà bỏ đi. Cô ta sau đó cho biết đặc khu này sắp chìm trong lửa rồi. Robot từ trên trời đã bắt đầu được thả xuống để thiêu rụi cả đặc khu này. Và cô gái mà Kudo vừa tiếp rượu lại chính là một người trong ba chỉ huy. Musashi, Kudo sau đó đã phải đeo kính lại và không chấp nhận bản thân sẽ chết ở đây. Thế là cậu sau đó đã bỏ đi và quyết định tranh thủ chôm tiền của quán. Cậu sau đó chạy ra ngoài thì quân lính yêu cầu cậu hãy rời đi. Nhưng đột nhiên một con robot khác lao ra bảo vệ Kudo. Cậu nghe trong đó là giọng của con gái nên rất là thắc mắc, nhưng quân lính đã sớm bao vây cô gái này và gọi cô là kẻ phản loạn. Còn cô gái thì lại gọi đám chính quốc là quân xâm lược. Nhưng ngay sau đó thì con robot này đã bị đánh gục. Kudo nghĩ là cô gái này chỉ được cái võ mồm, nhưng đột nhiên buồng lái của con robot mở ra và Kudo phát hiện bên trong không hề có người. Cậu đã tiến đến và chủ tiệm cũng chạy vào đây chung với cậu. Cậu thấy có một cái kính và một cái tay cầm điều khiển. Cậu đã đeo thử kính thì được đưa vào một không gian ảo, bên cạnh thì có thông báo cạn kiệt nên cậu nghĩ là nó hết năng lượng. Cậu sau đó phát hiện một cô gái chibi ở gần đó. Cậu hỏi cách để vận hành thứ này vì cậu cần đến trại tập trung hoặc sẽ bị giết ở đây mất. Cô gái có vẻ thích cái hoàn cảnh của cậu nên đã cấp năng lượng cho con robot. Cô cho biết bản thân là thiếu nữ cấp nguồn của con robot này. Con robot sau đó đã hoạt động trở lại và cậu đã yêu cầu anh chủ quán đưa tay cầm cho cậu cậu ngay lập tức đấm một cú khiến kẻ địch bay xa cả đoạn. Sino đã phát hiện kẻ phản loạn ở dưới kia nên gọi người cuối cùng trong ba chỉ huy là Hayato đi xử lý. Trong lúc đó, một người của phe phản loạn đã phát hiện Kudo đang cưỡi robot của họ thì liền cho điều tra và cũng ngay lập tức đến đó. Trong lúc đó, cô gái cấp điện cho rằng cậu là anh hùng mà lại đánh đấm như bọn đầu đường xó chợ. Cậu sau đó nhận ra cậu phải khiến cô gái này phấn chấn thì robot mới có điện để hoạt động. Ngay lúc này thì chỉ huy Haya đã lái robot đến để chiến đấu. Hai cho bên Kudo đầu hàng nhưng bên Kudo không có phản hồi nên Hai đã rút kiếm ra và lao đến. Kudo đột nhiên có điện thoại gọi đến và robot đã bất ngờ tự né khỏi đòn của Hai Lý do là vì nhạc chuông của Kudo lại là một bài hát mà cô gái nạp điện rất thích nên cô đã phấn chấn lên. Cô cho rằng bản thân và Kudo có thể cố để thấu hiểu nhau. Nhưng Hai đã lao đến lần nữa và hất văng Kudo. Kudo sau đó đã nghe máy thì đầu dây bên kia là chỉ huy của phe nổi loạn. Yamada, anh ta muốn Kudo hãy bùng lên ngọn lửa trong tim mình và sức mạnh cậu mong muốn sẽ xuất hiện. Nhưng khi anh ta đang phát biểu rất hùng hồn thì Kudo đã thản nhiên cúp máy và định chặn số. Nhưng cô gái cấp điện muốn cậu hãy hét lên như chỉ huy muốn và cậu sẽ có được sức mạnh. Cô muốn cùng cậu hét lên nhưng rồi lại xấu hổ khi Kudo không hề có tâm trạng cho việc đó. Nhưng anh chủ quán muốn Kudo bớt cầu nhau vì họ sắp tiêu đến nơi rồi. Kudo sau đó hiểu được là con robot này mang sức mạnh dựa trên tâm trạng của cô gái cấp điện nên cậu quyết định sẽ dùng đến sở trường của mình cậu sau đó đã hỏi cô gái cấp điện về mấy lời thoại mà cô nói lúc mới xuất hiện cậu cho rằng bản thân thấy mấy câu đó khá chướng tai nên cậu đã sửa lại để tạo ra một khẩu hiệu riêng cho bản thân cô gái sau đó đã thấy thích thú và bùng lên sức mạnh cho robot cả hai sau đó đã cùng hét lên câu khẩu hiệu và tạo ra một thanh kiếm cả hai sau đó lao đến và tung một đòn vào hay a à. dù hướng chọn đòn và bị hư hỏng khá nặng nhưng hay a à vẫn còn đánh tiếp được có điều cô gái cấp điện đã hết hơi và Yamada lúc này cũng đến để đón họ trở về nên Kudo đã chọn rút lui, trên đường rút lui. Chủ tiệm hỏi cậu từ giờ tính trả nợ cho anh ta như nào, cậu đòi bán con robot này vì cậu không còn ý định muốn chiến đấu nữa. Nhưng đột nhiên cô gái cấp điện hất cậu ra và cho rằng bản thân cứ tưởng đã kiếm được người để cùng chiến đấu. Vậy mà cậu lại trở mặt, cô sau đó ra khỏi robot và Yamada đã giới thiệu với cậu rằng đây là Jin, thiếu nữ cấp điện cho robot cá mập. Yamada sau đó đã đưa nhóm Kudo trở về căn cứ của họ, nơi cất giữ những thứ mà chính phủ đã vứt bỏ, và nơi này chính là Akihabara, nơi chứa đựng những tòa nhà bị bỏ hoang do sự kiểm duyệt nghiêm ngặt từ chính phủ. Yamada sau đó đã đến nói mật khẩu cho bảo vệ để được qua cửa. Jin đã cho Kudo biết về ý nghĩa của mật khẩu nhưng cậu có hỏi đâu. Cậu sau đó thấy nơi này toàn một đám khác người. Jin cho rằng họ phải che mặt để tránh sự dò xét của chính phủ nên mới như vậy. Cậu thấy Jin chắc cũng khổ lắm khi phải mặc bộ đồ này để chiến đấu trong robot. Nhưng bộ này chỉ là do cô thích cosplay mà thôi. Cô biện minh rằng bản thân mặc để có hứng khởi mà cấp điện cho robot. Nhưng Kudo cứ hời hợt khiến cô phải đấm cho một cú. Yamada sau đó đã đưa cả nhóm đến trụ sở kháng chiến của tổ chức. Kudo sau đó nhận thấy mọi thành viên ở đây đều quý mến Jin. Và họ ngay lập tức hướng sát khí vào Kudo vì cậu dám lái robot của Jin. Họ đều không tương thích vậy mà một tên tiếp viên như cậu lại có thể tương thích được. Cậu cho rằng chuyện ở đây không liên quan đến cậu mà bỏ đi. Nhưng giờ ví thì hết tiền, bụng thì đói nên cậu đành vứt liêm sỉ mà xin Yamada cho cậu gì đó để ăn. Trong lúc đó, Shino nhận thấy vụ vừa rồi đã làm hơi quá khi phóng hỏa cả đặc khu. Vốn dĩ anh ta chỉ muốn làm quá một lúc để dụ quân nổi loạn ra mặt. Và để chắc chắn lần tới không có sai sót thì anh ta quyết định sẽ tự ra mặt chiến đấu. Còn Kudo lúc này tuy đã có đồ ăn nhưng nó quá ít nên chẳng bỏ dính răng. Cậu để ý thấy người ta còn đặt cả tượng của nhân vật anime mà Jin thích ở đây. Cô sau đó đến tìm Kudo và hỏi cậu có thật sự muốn rời đi hay không. Vì cô tin việc cậu để nhạc nền anime về Hải Vương chắc chắn là có ẩn ý gì đó. Nhưng cậu cho rằng bản thân đặt nhạc này trước đây và giờ không nhớ để đổi lại. Jin rất thích nhân vật Hải Vương trên bức tượng này. Vì nhân vật này trong phim là thuộc về phe Đại Dương muốn tấn công con người, nhưng Hải Vương đã chọn chiến đấu vì loài người và chống lại quê hương. Hải Vương rất muốn gặp lại gia đình khi kết thúc cuộc chiến nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa được biết cái kết. Vì những tập cuối của phim đã chính quyền kiểm duyệt sau thảm họa và không được đăng nữa. Cô cho rằng bản thân giống Hải Vương khi cô cũng lạc mất gia đình sau thảm họa năm đó. Và cô chọn chiến đấu cho phe phản loạn vì tin ngày nào đó sẽ gặp lại được gia đình mình. Cô vẫn muốn cùng Kudo chiến đấu nhưng cậu từ chối vì nó rất phiền phức. Cô đã cảm ơn Kudo vì trận đấu vừa rồi và rời đi. Anh chủ quán sau đó đến tìm Kudo và bảo cậu ra đây nói chuyện. Anh ta muốn cậu tiếp tục chiến đấu cho Yamada. Vì cậu vẫn còn nợ anh ta nên lo mà tiếp tục làm việc để trả nợ. Còn không thì cậu có thể bán nội tạng. Yamada sau đó tìm đến và thông báo cho cả hai biết là tướng quân của họ vừa đến chơi. Nhưng tướng quân này lại mặc một bộ đồ linh vật và nhả ra cho anh chủ quán vài cọc tiền để mua chuộc anh ta. Kudo giờ đây có muốn cũng chẳng thể rời đi được. Lúc đi chia tiền, anh chủ quán đã lấy hết của Kudo và dù cậu có phản nàn thì anh ta đã chuyển sang đe dọa và yêu cầu cậu cứ kết thân với Jin. Đồng thời xem Jin như khách quen của quán và quấn lấy như mọi khi vẫn hay làm. Cậu sau đó đã tháo kính và đến gặp Jin để xin lỗi vì việc ban nãy cậu đã khen ngợi cô mấy câu và rồi đồng ý chiến đấu cùng cô vì tổ chức này. Ngay sau đó đã có thông báo kẻ địch tấn công khiến Kudo giật mình vì chưa gì đã phải làm việc. Jin và Kudo sau đó đã nhanh chóng vào trong robot và Jin cho biết hình dạng của robot phụ thuộc vào trí tưởng tượng của cô. Nhưng Kudo lại thấy việc này thật là phiền phức. Lần này, kẻ địch đến tìm họ quả nhiên chính là tư lệnh Sino. Anh ta yêu cầu họ giao ra con robot đã gây náo loạn ở đặc khu hôm trước ra đây. Nhưng ai nấy đều e ngại khi thấy robot của Sino có khả năng bay. Vì robot cá mập của họ không thể bay và cũng không có cách để đối phó với kẻ địch biết bay, đột nhiên Jin vì lý do gì đó mà mất đi hướng khởi khiến robot không thể hoạt động. Yamada nghe tin này thì đã phải cho triển khai kế hoạch B, đó là nhắm vào con tàu trên kia. Họ sau đó đã giải phóng một khẩu pháo và bắn vào một chiếc cột. Sino nghĩ là họ đã bắn hụt nhưng cái cột bất ngờ đổ xuống và đâm thẳng vào con tàu. Anh ta cũng bị mất năng lượng nên rơi thẳng xuống. Kế hoạch này vốn dĩ là trả lại chiếc cột đó cho chính quân đội nhưng ngay sau đó thì Hay A cũng đã lao xuống để yêu cầu Sino rút lui vì họ chưa chuẩn bị kỹ lưỡng để giao chiến. Sino đồng ý rút lui nhưng cũng không ra về tay trắng khi ra tay bắn phá bức tượng Hải Vương mà Jin yêu quý. Anh ta cho rằng họ rồi sẽ chịu kết cục như bức tượng đó, lúc trở về. Jin cho biết bản thân vốn muốn chiến đấu cùng Kudo để giúp cậu thấy hứng khởi cùng cô. Nhưng cô nhận ra rằng cậu không hề thích thú gì với việc này. Điều đó khiến cô chẳng còn hứng thú gì khi chiến đấu cùng cậu. Hôm sau, Kudo đã được đưa vào một bài kiểm tra cậu bị đưa vào trong tâm trí của jin để tìm ra lý do về việc cô bị mất đi hứng khởi để chiến đấu cái này cũng khá rủi ro nên chủ tiệm đã có cơ hội nhận thêm tiền đảm bảo an toàn cho kudo ta sau đó gặp mimi cô là kỹ sư chịu trách nhiệm giám sát và phát triển hệ thống cấp điện cho robot bằng cảm xúc hứng khởi này cô muốn xem thử thực lực của kudo đến đâu trong lúc đó sino đã nhận thấy robot cá mập của phe nổi loạn chưa hoàn thiện vì lúc cần chiến đấu lại không hoạt động được sau một hồi thì họ còn nhận ra robot của phe nổi loạn sử dụng một nhiên liệu mới và nhiên liệu này dựa trên cảm xúc. Sino cho rằng họ phải sớm thu hồi con robot này để tránh bên nổi loạn gây thêm nguy hiểm. Sau một lúc kiểm tra thì Mimi nhận thấy Kudo khá lẻo mép và hay nói dối, nhưng được cái khéo léo hơn người điều khiển đời trước. Nhưng để trở thành cộng sự của Jin thì cậu còn phải trải qua thử thách nhiều hơn. Trước đó vài tiếng, Kudo đã rời khỏi robot thì gặp được Mimi. Cô cho biết là Jin đã bất tỉnh và cô cũng hỏi cậu có nhớ cô là ai hay không. Sau khi đeo kính vào thì cậu mới nhận ra cô là một trong những vị khách ngày trước từng đến quán. Cô cho biết cậu đã không nhìn rõ hình mà Jin vẽ cho cậu trên robot nên mới khiến Jin giận dỗi, và vì cậu gây ra nên cậu có trách nhiệm sửa chữa lại bằng cách giúp Jin tỉnh lại. Kudo lúc này mới gặp lại Jin và cô thắc mắc sao cậu lại bị bắt. Cậu mặc kệ mà muốn sớm ra khỏi đây, cậu cho biết đây là giấc mơ của cô khiến cô giờ mới hiểu tại sao nơi này lại vui đến thế. Cậu muốn cô dừng vở kịch anh hùng này lại và mau tỉnh dậy để giúp robot hoạt động trở lại. Cô nghĩ cậu không thích anh hùng thì cậu cho rằng dù thích hay không thì mấy thứ này cũng bị kiểm duyệt cả rồi nên đâu xem được. Cô rất ghét cái kiểu chưa xem xét kỹ lưỡng mà đã phủ nhận của Kudo. Cậu đã hỏi cô về hình vẽ trên robot thì cô cho rằng bản thân chỉ hứng lên mà vẽ nó. Nhưng người bên dưới muốn cả hai đang đóng vai con tin thì đừng có tình tứ ở trên kia. Người đóng vai Hải Vương lúc này đang bị quái vật hội đồng thì vẫn phải cố động viên con tin rằng anh ta sẽ cứu được cả hai nên cứ yên tâm. Nhưng Jin chán ở một chỗ rồi nên đã thoát khỏi dây chói và quyết định đứng ra kêu gọi trẻ em bên dưới cổ vũ cho anh Hùng. Nhưng Kudo vẫn cho rằng đây chỉ là một câu chuyện được viết nên chứ không hề có thật. Vốn dĩ cậu từng rất thích Hải Vương nhưng chính sự hời hợt và những lời nói của cha đã khiến cậu không còn thích nữa. Dù cậu cố bàn lùi về những hành động của Jin thì cô vẫn tin là cậu có lòng nhiệt huyết trong tim và cô sẽ cố đánh thức lòng nhiệt huyết đó. Kudo bất ngờ nhìn thấy hình ảnh của cậu lúc nhỏ dưới chỗ đám trẻ nhưng đúng lúc Jin đang hô hào giúp Hải Vương thì bất ngờ tượng Hải Vương bị rớt đầu. Cô nhận ra đây là hệ quả do cô không chịu chiến đấu, nhưng Kudo vừa định chạy lại để vực dậy tinh thần cho Jin thì cô đã đột ngột biến mất. Kudo sau đó thấy những đứa trẻ khác cũng rời đi, còn cậu thì bị rơi thẳng vào hư vô. Cậu nhận ra đây là hệ quả do việc lừa dối chính bản thân mình, cậu sau đó tỉnh dậy khỏi giấc mơ của Jin. Bất ngờ căn cứ thông báo đến là kẻ địch lại tấn công một lần nữa. Jin đã tự tỉnh giấc và đưa robot vào chế độ an toàn. Chế độ này cho phép cô tự điều khiển robot và chiến đấu chứ không cần đến Kudo. Cô không muốn trần trừ thêm nữa nên đã lên đường sớm. Kudo muốn đuổi theo nhưng Jin đã tự đưa ra quyết định của mình. Cô cho rằng nếu bản thân không thể trở về thì ít nhất cô sẽ câu giờ cho mọi người rời đi. Mimi đã nghĩ là Kudo hết cách nhưng cậu bất ngờ nghĩ ra cách khác và cách đó cần đến sự giúp đỡ của cô. Haya ha lúc này đã được cho ra trận. Nhưng Sino chưa cho phép mà Haya ha đã tự ra trận. Cậu ta xin Sino cho cậu ta cơ hội phục thù biết là không cản được nên Sino chỉ khuyên hay A hãy cố trở về an toàn. Trong lúc đó, Jin biết rõ bản thân không thể tự mình đánh bại hay A nên anh chủ quán ở trong căn cứ đã bắt đầu nghĩ đến việc di tản. Nhưng Mimi tìm đến và cho biết tình hình vẫn có thể khắc phục được vì Kudo lúc này đã tự mình chạy bộ ra ngoài chiến trường. Cậu sau đó đã cố tìm đến chỗ của Jin. Cô lúc này đã bất tỉnh và thấy bản thân đang ở trước bãi biển trong phim Hải Vương. Cô đã kêu cứu Hải Vương nhưng quả nhiên chẳng có Hải Vương nào đến giúp cô cả vì suy cho cùng hải vương cũng chỉ là nhân vật giả tưởng cô đang nghĩ như vậy thì kudo chạy đến và gọi cô tỉnh lại hay a ha muốn xử lý nhanh cả hai thì mimi gọi đến thông báo với hay a ha là cả hai người kia đang chăn chối chuyện tình cảm trước khi chết nên hay a ha đã miễn cưỡng để cả hai nói nốt jin không muốn kéo kudo vào vụ này nữa nhưng cậu đã dấn vào quá sâu rồi kudo cho rằng bản thân không hề ghét siêu anh hùng mà chỉ đang trốn chạy cảm xúc thật của bản thân và jin đã giúp cậu nhận ra cảm xúc đó Cậu sau đó cởi áo choàng và cho cô thấy bản thân đang cosplay Hải Vương mà cô thích, cậu không xấu hổ khi mặc bộ đồ này. Vì hành động đập tường với cô hôm qua còn xấu hổ hơn. Cậu thừa nhận bản thân đã sai nhưng không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này. Jin sau đó đã mở buồng lái cho cậu vào, cậu sau đó đã tiến vào và cho Jin biết từ giờ cả hai sẽ cùng nhau chiến đấu. Cả hai sẽ cùng là Hải Vương và cùng là siêu anh hùng của lũ trẻ. Jin sau đó muốn Kudo bật lên bài nhạc thương hiệu của Hải Vương. Thế là cậu đành bật lên và sự phấn khởi của Jin đã ngay lập tức dâng trào và nạp đầy năng lượng cho robot. Hay A ha sau đó biết bản thân đã cho đối phương cơ hội để mạnh lên thì ngay lập tức cầm kiếm lao đến tấn công. Nhưng Jin đã gọi ra thanh kiếm đầu tiên và yêu cầu Kudo cũng gọi ra thanh thứ hai. Cậu bất ngờ khi robot này có đến hai kiếm. Cậu sau đó đã lấy hai kiếm ra để chặn đòn và đẩy lùi Hai A. Ha. Ha không ngờ đối thủ giờ lại mạnh đến vậy trong khi trước đó còn như đang ngủ gật trên chiến trường. Sau một hồi giao chiến thì Jin và Kudo đã quyết định tung ra đòn kết liễu. Cả hai đã ghép hai thanh kiếm lại thành một cái kéo và lao đến Hai A để tung ra một cú cắt. Đòn đó đã hạ gục hoàn toàn Hai A. Tuy Hai A vẫn muốn đánh tiếp nhưng Sino đã yêu cầu cậu ta rút về. Cuối ngày hôm đó, Jin đã rất bất ngờ khi tượng của Hải Vương đã được sửa lại. Kudo đã phải ra phía sau để đưa Jin ra ngoài. Do sau khi cấp năng lượng quá nhiều thì cô sẽ bị kiệt sức trong một thời gian. Ta lúc này được đưa đến đặc khu số 2. Nơi đây bị quân đội trông chừng rất nghiêm ngặt nhưng vẫn có một nhóm người âm thầm tổ chức sâu diễn cho idol nổi tiếng dưới sự phát hiện của quân đội. Đây vốn là một nhóm idol nhưng đa số thành viên đều đã bị bắt và kiểm duyệt nên chỉ còn một thành viên cuối là Yuki biểu diễn. Tuy phải biểu diễn trong âm thầm như này nhưng khán giả đều rất yêu quý cô. Vậy mà bất ngờ thay khi đang biểu diễn thì sân khấu bị tấn công và khiến idol của họ bị bắt đi mất, quay lại với Kudo. Cậu lúc này được biết chuyện Jin sẽ trở thành một con ngốc sau khi dùng hết năng lượng phấn khích trong người và cách để cô sạc lại năng lượng đó là xem TV. Anh chủ tiệm thắc mắc là nếu giờ Jin sạc chưa xong mà địch tấn công thì làm sao? Cái đó thì Yamada cho biết là đã có thiếu nữ cấp điện thứ hai lo liệu. Và người đó không ai khác chính là Idol Yuki, cô đã được quân nổi dậy đưa đến căn cứ đây. Và toàn bộ công nhân lẫn Yamada đều là fan của Yuki. Một anh trai lực lưỡng đã cho Kudo biết Yuki là thành viên của một nhóm nhạc idol và cô là người duy nhất sót lại sau khi những thành viên khác bị bắt đi. Anh ta sau đó cũng giới thiệu bản thân là Ukai, chịu trách nhiệm tình báo và bắt cóc mục tiêu. Yamada sau đó đã lên gặp mặt Yuki và hỏi cô đã rõ công việc ở đây hay chưa. Cô đã rõ rồi do Ukai đã kể cho cô nghe trên đường đến đây. Tư lệnh sau đó đã đến để gặp mặt và trả công chức cho Yuki. Anh chủ tiệm đã nhanh chóng chạy lên hốt tiền và hỏi Yuki đã có quản lý hay chưa. Nếu chưa thì anh ta sẵn sàng làm quản lý cho cô. Anh ta giới thiệu bản thân là Nakata và có quen biết với phi công sẽ bắt cặp cùng cô trong công việc. Anh ta sau đó đã nhắc nhẹ Kudo việc nợ nần để bắt cậu phải làm thân với Yuki nhưng cậu mặc kệ vì bản thân cậu chỉ làm theo những gì được giao. Nakata đang hỏi Yuki có định thuê anh ta hay không thì cô bất ngờ ôm tiền đến cho Kudo và muốn cậu làm quản lý cho cô. Nhưng Nakata lại là quản lý của Kudo nên cậu cũng sẽ chẳng ôm được số tiền này. Yamada muốn họ nghỉ ngơi và chờ đến lúc robot bảo dưỡng xong thì bắt đầu thử nghiệm cho Kudo và Yuki. Sau khi vào bên trong, Kudo lại tháo kính để vào chế độ ve vãn. Nhưng Yuki lúc này cũng thể hiện ra bộ mặt khác khi cô liên tục yêu cầu Kudo làm việc này việc kia cho cô. Tính cách ương ngạnh và đòi hỏi của một idol khiến Kudo nhận thấy cô đang thể hiện khác xa so với lúc ở trên sân khấu, nhưng cô cũng cho rằng cậu chẳng khác gì cô khi cũng thể hiện bộ mặt khác và còn tháo kính như kiểu để cho ngầu. Cô nói thẳng là nếu giờ cậu không đáp ứng yêu cầu của cô như một quản lý thì cô sẽ không lên robot cùng cậu. Cậu sau đó phải chạy đi kiếm nước cho Yuki và cô cũng bảo cậu đeo kính vào thì sẽ giống một quản lý hơn. Yuki sau đó đã làm biểu tượng quảng cáo cho một quán cà phê hầu gái ở trong căn cứ, sau đó thì tiếp tục đi biểu diễn trước mọi người. Kudo thì phải ở một bên để bán đĩa CD. Cậu bị người ta ham dọa vì bán giá như chặt chém khách hàng, nhưng khi nghe combo bắt tay và chụp hình cùng idol thì người ta mua ngay. Vài người sau đó đã đến tìm Jin để thông báo là dù Yuki có chiếm hết ánh hào quang thì thần tượng của họ vẫn là Jin. Nhưng một trong ba người lại là kẻ phản bội nên bị đập cho một trận. Jin lúc này đang chán nản và chỉ muốn được xem phim cùng Kudo. Cậu lúc này đang phải đấm bóp cho Yuki và cô cho rằng bản thân vẫn đang giữ hình tượng idol rất tốt nên lúc riêng tư như này cô chỉ muốn được làm chính mình. Cậu cũng biết được việc trên Internet vẫn còn một nền tảng mạng xã hội trực tuyến không bị chính phủ kiểm duyệt. Nhìn một vài bình luận ác ý trên mạng khiến cô thấy hơi buồn lòng. Không lâu sau, robot đã được bảo dưỡng xong vì với mỗi thiếu nữ cấp điện thì robot sẽ biến hình theo mong muốn của người đó nên họ muốn xem thử hình dạng của Yuki sẽ như thế nào. Yuki lúc này đã trang điểm để chuẩn bị trình diễn. Kudo nhận thấy Yuki rất thích một bài hát. Cô cho biết bài hát này được cô nghe khi đi xem một buổi diễn trực tiếp, rất ít người nhớ đến bài này do không có đĩa nhạc. Cô đã được truyền cảm hứng sau khi xem buổi live đó. Bố mẹ cũng từng rất ủng hộ cô khi cô học theo và hát như một idol, nhưng rồi về sau thì bố mẹ lại phản đối và thời đại kiểm duyệt đến khiến idol càng ngày càng biến mất. Do đó cô trở thành idol để tiếp tục làm lý tưởng cho mọi người. Kudo thắc mắc việc cô định mặc như này vào trong robot thì cô cho biết đây là trang phục mà cô tự tin nhất. Đột nhiên có thông báo kẻ địch xuất hiện, kẻ địch lần này là chỉ huy Musashi mà Kudo từng chọc giận. Cô ta vốn chỉ được lệnh bay thử để kiểm tra hiệu suất robot, nhưng cô ta đã vượt lệnh mà tiến thẳng vào khu vực của quân nổi dậy để tấn công. Jin thì vẫn đang vô vọng để đưa ra chiến đấu, nên tình hình lúc này chỉ có thể trông chờ vào Kudo và Yuki. Yuki đã đứng ra chào fan một tiếng trước khi bắt đầu tiến vào trong robot. Kudo cũng đã nhanh chóng vào vị trí và Yamada muốn Kudo hãy cố tạo ra bầu không khí vui vẻ cho Yuki vì lời nói của cậu cũng chính là thứ giúp vực dậy sức mạnh của thiếu nữ cấp điện. Cậu sau đó đã nhập vai làm fan cùng của Yuki, cậu đã hò reo và cùng mọi người trong căn cứ cổ vũ và động viên cho Yuki. Năng lượng được Yuki nạp cho robot cứ thế tăng lên. Ấy vậy mà sau một lúc cổ vũ nồng nhiệt, Yuki lại khiến con robot biến thành hình dạng chẳng khác gì thú nhồi bông, ai nấy đều chán nản mà ngừng cổ vũ. Sự phân khích của Yuki ngay lập tức sụt giảm trầm trọng và Musashi cứ thế vung roi mà quất liên tục vào robot. Yuki giờ đây mới nhận ra cô đã hiểu sai giao kèo với tổ chức kháng chiến. Fan hâm mộ ngày càng sụt giảm, cô giờ đây bất lực không hiểu được một idol thật sự là như thế nào. Musashi đang tức giận vì không được đấu với robot mà Jin cấp điện. Nhưng ngay khi cô ta định bắn một phát đạn để phá hủy hoàn toàn robot của phe nổi dậy thì bất ngờ robot của cô ta bị quá nhiệt. Vì chưa ổn định nên Shino đã yêu cầu cô ta phải rút về căn cứ. Lúc trở về căn cứ, Yuki đã hoàn toàn mất đi nhiệt huyết và cho rằng bản thân không còn là idol nữa. Lúc xem qua robot thì Mimi nhận ra Yuki đã luôn phải đeo một lớp mặt nạ quá dày trước mặt người khác để che giấu tâm hồn. Nhưng Nakata và fan của Yuki thì đổ lỗi việc này là do Kudo, vì cậu làm quản lý kiểu gì mà để idol mất tinh thần như vậy. Nhưng Yamada muốn cậu cứ tiếp tục làm quản lý cho Yuki. Cô lúc này đã trở về làm một nhân viên bán hàng bình thường. Jin đã tươi tỉnh trở lại và có thể tiếp tục chiến đấu. Mấy anh kỹ sư thì cho rằng Yuki thể hiện cho cố rồi chẳng làm được trò chống gì. Còn Kudo thì cũng ăn hại không kém. Nhưng Jin tin là Yuki vẫn còn có thể chiến đấu và cô Tin Kudo sẽ đưa được Yuki trở về. Một thiếu nữ cấp điện phải tin tưởng cộng sự của mình, Kudo lúc này đã lẻn vào đặc khu 2 và tìm được đến chỗ mà Yuki đang làm việc. Cậu cho biết bản thân có được thông tin này là nhờ vào một người cung cấp thông tin trong căn cứ. Cô cho rằng sự nghiệp idol của bản thân đã kết thúc rồi, cô không muốn tiếp tục làm idol trong nỗi xấu hổ nữa và cô cũng nhận ra bản thân không thích làm idol đến mức chấp nhận sự xấu hổ đó. Đột nhiên Musashi tìm đến đây. Cô vẫn nhận ra Kudo là người ở quán ba lần trước và bảo cậu cứ thoải mái vì cô ta không đến đây để bắt cậu. Cô ta sau đó cũng hỏi Yuki còn bán hay không thì cô nhận thấy đã khá muộn rồi nên không bán nữa. Musashi sau đó để ý thấy cuốn tạp chí Idol ở trong gian hàng nên cho biết món hàng này là đồ bị kiểm duyệt và chủ tiệm này sẽ bị bắt vì bày bán thứ này. Còn nhân viên như Yuki thì không sao hết. Cô ta để ý thấy Yuki rất giống Idol trên này thì cô đã phải chối để cô ta khỏi nghi ngờ. Thế là Musashi được đà để phỉ báng cái nghề idol này là vô liêm sỉ. Yuki đã phải phản bác lại nhưng rồi lại tìm lý do để bào chữa. Musashi định xử lý Yuki thì Kudo cho rằng một quân nhân như cô ta chắc sẽ không ăn hiếp người dân yếu thế đâu nhỉ. Thế là cô ta đành nể mặt Kudo mà cho qua vụ này. Cô ta sau đó rời đi còn Yuki thì bực bội vì Musashi dám sỉ nhục nghề idol như vậy. Cô cũng bất mãn với cách Kudo ve vãn Musashi, nhưng cậu cho rằng bản thân đâu còn là quản lý của cô nữa mà cô có quyền bắt bẻ quả thật là cô đã chọn từ bỏ làm idol. Vì cô cho rằng bản thân không thể giống được như thần tượng của mình. Cô cảm ơn Kudo đã đến tìm cô nhưng cô đã có quyết định là sẽ không trở về nữa. Ukai sau đó gọi đến cho Kudo và báo là đã tìm được thứ cậu cần. Anh ta không biết cậu có thông tin về một thứ tuyệt mật như này từ đâu ra nhưng cậu cho rằng dân chuyên là người sẽ làm việc mà không hỏi nhiều rồi cúp máy. Cậu sau đó đến gọi Yuki ngày mai đi với cậu một chuyến nữa. Cậu sẽ cho cô gặp lại thần tượng trong ký ức của cô, sáng hôm sau. Ai nấy đều đau lòng vì để lấy được vật mà Kudo cần về thì đã có một người phải hy sinh, thực ra là bị đưa đi giáo huấn lại tư tưởng chứ chưa chết. Và giờ đây thì chỉ còn trông chờ vào Kudo. Kudo sau đó đã hẹn gặp được Yuki và đưa cô đến sân thượng của một tòa nhà. Tại đây Kudo đã cho Yuki thấy được nơi mà cô lần đầu được đi xem live sâu của thần tượng. Cô nghĩ cậu chỉ làm có từng này mà hy vọng cô sẽ có lại nhiệt huyết, nhưng ít nhất cô thấy vui vì có thể nhìn lại nơi này một lần nữa. Nhưng Kudo tin là cô sẽ đòi lại được nơi này vì fan vẫn chờ để được xem cô đứng trên sân khấu lớn. Nhưng cô cho rằng bản thân vốn dĩ chẳng có tài năng. Giọng hát và vũ đạo của cô đều ở mức trung bình. Điều khiến cô nổi tiếng so với những thành viên từng ở trong nhóm là việc cô là người trụ lại sau cùng và giờ thì cô biết bản thân chẳng thể tỏa sáng nữa. Nhưng Kudo vẫn tin rằng cô rồi sẽ tiếp tục tỏa sáng. Cậu sau đó đưa máy nghe nhạc ra cho cô và cho biết là cậu sẽ giúp cô tỏa sáng nếu cô còn nhiệt huyết. Cậu đã cho cô địa điểm để biểu diễn. Đây là mệnh lệnh của quản lý tất nhiên đến hay không là tùy cô. Cô sau đó đã nghe thử bài nhạc và rất sốc khi giọng hát quen thuộc lại vang lên. Tại sân khấu mà tổ chức đang xây dựng lúc này, ai nấy đều không rõ Yuki có đến hay không. Kudo cũng bó tay vì cậu chỉ có thể làm được đến mức này là hết. Đột nhiên Mimi phát hiện thông tin về buổi diễn của Yuki đã tràn lan trên mạng. Và cái này là do Yamada tuyên truyền lên và cũng bởi vậy mà những Musashi lại một lần nữa tìm đến. Cô ta không rõ đây là hành vi ngu ngốc của phe nổi dậy hay chỉ là một cái bẫy. Địch đã bắt đầu kéo đến nên Jin đã phải quyết định ra trận một mình. Cô hứa là sẽ đến lúc robot thỏ của Yuki lại được tỏa sáng. Musashi sau đó đã gặp lại robot cá mập như cô ta muốn. Nhưng thay vì cầm kiếm thì Jin lại cầm chiếc cưa mô hình. Địch chỉ mới xả súng một lúc mà cái cưa đã tan tành. Ukai lúc này đã mở đường để giúp Kudo tiếp cận robot cá mập. Nhưng địch đã cho lính ra để vây bắt Kudo. Nhưng fan hâm mộ của Yuki đã đứng ra bảo vệ cho cậu. Họ sau đó gặp được Yuki ở bên phía quân lính. Họ nghĩ Yuki chỉ là thường dân nên cản cô ra ngoài. Nhưng cô đã tiến ra và cho rằng họ không hiểu con người thật của cô thì tại sao lại liều lĩnh vì cô đến vậy. Nhưng thật ra là họ đã biết hết những khoảnh khắc là chính mình của Yuki. Họ đã theo dõi mọi lúc Yuki ở riêng với Kudo. Họ biết cô rất lỗ mãng và nông cạn với tính cách nổi loạn. Nhưng họ thích điểm đó ở cô. Musashi sau đó đã ra lệnh cho quân lính bắt lấy Yuki. Nhưng Ukai đã ném bom choáng để giúp Kudo đưa Yuki chạy đi trước. Cậu muốn cô tiếp tục trở về sân khấu và nếu bỏ lỡ cơ hội này thì cô là đồ ngốc. Tất cả mọi người đều đang theo dõi trận chiến này, do đó nơi đây chính là sân khấu của cô. Họ sau đó đã gọi Jin hoán đổi trang bị. Kudo đã vào robot và phóng cục pin của Jin đi. Kỹ sư đã chạy đến để lắp pin mới cho Yuki. Cô hỏi Kudo tại sao lại giúp cô. Ban đầu cậu giúp vì nghĩ cô cũng giống cậu. Mang một bộ mặt giả tạo khi bước lên sân khấu. Nhưng sau cùng thì cậu hiểu ra là cô rất yêu việc làm idol và mọi biểu hiện trên sân khấu của cô đều là từ chính thâm tâm cô mong muốn. Và cậu cũng đã bị thu hút bởi điều đó, do đó cậu mới cổ vũ cho cô. Cô sau đó đã hiểu ý muốn của Kudo nên đã cầm lấy mic từ tay cậu và bước lên sân khấu. Cô sau đó đã biến hình thành robot thỏ và căn cứ cũng đã thắp sáng xung quanh để tạo thêm không khí cho cô biểu diễn. Ai nấy đều ra sức hò reo và giúp năng lượng của Yuki dâng cao, cô đã biến đổi con thỏ sắt này thành một robot chiến đấu hình người hẳn hoi. Yuki vừa hát vừa bay và sau cùng thì tạo ra một hình con thỏ để bắn một phát đạn và đáp lại phát bắn mà Musashi vừa tung ra. Cô ta bị thổi bay xuống mặt đất và bị Sino gọi về vì họ không thể để dân chúng thấy thêm sự thảm bại của quân đội. Cô ta đành cam chịu mà rút lui. Yuki cho rằng buổi diễn vẫn chưa kết thúc vì vẫn còn một sân khấu nữa chờ cô. Cô hỏi Kudo có muốn đi tiếp cùng cô hay không thì cậu luôn sẵn sàng vì cậu là quản lý của cô. Jin lúc này bị bỏ quên bên ngoài biển thì cô cùng tức giận mà bảo Kudo là đồ ngốc. Hôm sau. Cu đâu đã phải đến trông coi Juki và Jin đang trong quá trình nạp lại năng lượng. Juki cho rằng nhân vật hải vương yêu thích của Jin chỉ là trò trẻ con và dành cho đám con trai, Jin thì nhận thấy Juki không còn giống như lúc mới trở về đây nữa. Lý do cơ bản là vì cô đã bị lộ tẩy bản chất thật nên không còn thảo mai như trước nữa. Cả hai sau đó chạy đến để yêu cầu Cu đâu phục vụ họ, nhưng cậu đang nấu đồ ăn nên sẽ không chiều theo ai hết. Cậu cũng nói thẳng là bản thân chỉ xem họ như cộng sự chứ không phải đối tượng tình cảm nên đừng có dùng cụm từ bắt cá hai tay với cậu. Cậu muốn cả hai sớm nạp lại năng lượng vì không biết lúc nào họ sẽ cần dùng đến con robot kia. Cậu chỉ xem vụ này như công việc nên dù thích hay không thì cũng phải làm. Nakata sau đó cũng tìm đến đây để xem cả nhóm ra sao. Anh ta muốn đâu cố gắng đến khi trả hết nợ, đồng thời anh ta cũng thông báo cho Jin và Yuki đến phòng chỉ huy. Do Mimi mới có được một cuộn băng về việc quân đội tuyên truyền sự thật bị bóp méo đến người dân. Quân đội cho rằng việc người dân quá chìm đắm vào game và những hình thức giải trí đã khiến cho tinh thần võ sĩ đạo của người dân bị mai một nên quân đội muốn bài trừ hết những thứ đó để giúp người dân quay về chính đạo. Ai nấy xem xong đều bất mãn vì đây rõ ràng là một sự xâm lược văn hóa. Nhưng cu đâu vẫn cho rằng mọi việc mà quân đội làm cũng không hẳn là tệ. Vì rõ ràng trước khi cậu gia nhập quân nổi dậy thì thứ cậu chứng kiến hàng ngày chính là việc con người chấp nhận việc bị quân đội kiểm soát ra sao. Nhưng Ukai cho rằng đây là ý nghĩ của một kẻ phản bội mà chĩa súng vào cậu. Nhưng Yamada đã nói đỡ để Ukai bỏ qua cho Kudo. Cả hội sau đó đã giải tán còn đâu thì vẫn ngồi lại đây. Trong lúc đó, Sino đã bắt đầu tính thêm kế hoạch để lôi kéo người dân hướng về phía quân đội nhiều hơn để chống trả lại quân nổi dậy. Một trong ba chỉ huy đã lên tiếng xin phép Sino để được xuống dưới mặt đất một chuyến để thị sát. Mimi lúc này thì đang kiểm tra sức khỏe cho hai cô gái. Lúc đi ngâm mình, cả ba đã trò chuyện về cu đâu. Ai nấy đều không ghét gì cu đâu, chỉ là họ không thích cái kiểu thiếu trung thực và hay tỏ ra lạnh nhạt của cậu. Tuy họ không phải thực sự thích cu đâu nhưng khi không có cậu ở cạnh thì họ đều cảm thấy chán nản. Yamada đã nghe được cuộc nói chuyện của cả ba mà xuất hiện để rồi bị Yuki ném đồ vào đầu. Anh ta đến đây là để hỏi Mimi về danh sách mua đồ do hôm nay đến phiên anh ta. Anh ta cũng sẽ tranh thủ mời đâu đi chơi để dần thay đổi suy nghĩ của cậu. Cả hai sau đó đã mua đồ xong và đâu vẫn không biết sao bản thân phải đi chung. Cậu cũng muốn anh ta bỏ kiểu cười trông khá giả tạo kia đi. Mimi cũng đã từng khuyên anh ta như vậy. Anh ta và Mimi đã quen nhau từ khá lâu. Anh ta sau đó đưa đâu về lại khu phố mà cậu từng sống nhưng nó giờ đây đã bị cháy rụi. Anh hỏi cu đâu không cảm thấy gì khi bước vào con robot hay sao? Cậu lúc đó chẳng còn cách nào để sống sót cả, và giờ cậu hơi hối hận vì đã đặt chân vào con robot đó. Yamada sau đó đã đưa cu đâu đến cái hồ ở giữa thành phố. Nơi đây được người ta kể lại là do trận chiến với quân đội gây ra, nhưng sự thật thì cái hồ này được tạo ra do con robot mà cu đâu đang lái lâu nay. Năm xưa, một người điều khiển và thiếu nữ cấp điện đã xảy ra xích mích trong quá trình điều khiển và dẫn đến việc năng lượng mà thiếu nữ cung cấp cho robot bị biến chất và rồi xảy ra thảm họa này do đó quân đội đã thắng và đẩy hết mọi tội lỗi cho quân nổi dậy và biến họ trở thành kẻ xấu trong mắt người dân và người điều khiển đó chính là anh ta do đó anh ta luôn phải đeo kính dâm do đôi mắt đã bị hư hỏng sau sự cố lần đó nên anh ta muốn cu đâu cứ giữ vững bản chất là một tay chơi và lợi dụng tình cảm của con gái và tuyệt đối đừng lặp lại sai lầm của anh ta Jin và Yuki lúc này nhận thấy đồ ăn trong tủ lạnh của họ đã biến mất, Kuu Dou lúc này cũng trở về với bánh cho cả hai và họ giờ mới nhận thấy cái thùng đồ từ đâu xuất hiện trong phòng. Họ bắt Kuu Dou đến mở và trong đó bất ngờ có một cô bé nhảy ra và lấy đi mớ bánh mà Kuu Dou vừa mua về. Yamada lúc này mới tìm đến và cho biết đây là hacker của họ và cũng là một thiếu nữ cấp điện. Misa, Ukai đã đưa Misa từ nơi trú ẩn của cô bé đến đây nhưng cô bé lại mất tích nguyên ngày hôm nay. Kudo sau đó đã mở thùng của Misa ra và khiến cô bé bắt đầu đấm vào mặt cậu và quậy tung khắp phòng. Misa đã dùng trích điện để đuổi cả đám ra khỏi phòng và tự cô lập bản thân ở trong đó. Kudo cho rằng họ nên kiếm phòng khác. Nhưng bao nhiêu đồ quan trọng của Yuki và Jin đều ở trong đó nên họ sẽ không đổi. Vì với số lượng manga và đĩa game các thứ ở trong căn phòng này mà đem bán ở chợ đen thì cũng được vài triệu yên. Yamada sau đó đã sử dụng chiến dịch cầu xin nhưng Misa lại lấy ảnh quá khứ của Mimi ra cho họ xem khiến cô phải hất văng đi. Nakata sau đó muốn cu đâu làm việc của mình nhưng cậu chịu với trường hợp này. Nhưng nghĩ đến việc phải đi câu cá trả nợ thì cậu đành phải nghe theo. Cậu đến và yêu cầu Misa nói chuyện. Nhưng cô lại đào bới một cái tên liên quan đến quá khứ của cu đâu khiến cậu tức giận mà tuyên bố nếu cô còn đào sâu nữa thì cậu sẽ không quan tâm nếu căn phòng này có bị phá hủy. Misa đành thỏa hiệp. Cô sẽ trả phòng và chấp nhận thỏa thuận nếu họ đồng ý không làm ồn trong phòng này và chơi game thắng cô. Yamada chấp nhận ngay. Từng người sau đó đã thử chơi game đối kháng với Misa và ai nấy đều bị hành tơi tả. Jin đã vào chơi thử thì ngay lập tức bị hành cho một trận do chỉ biết bấm bừa, còn Yuki khi vào trận thì chỉ spam một chiêu để ngăn Misa đến gần. Nhưng cô không hề biết việc game có chiêu tầm xa nên Misa cứ thế hành cho con nhỏ chỉ biết dùng tiểu xảo này một trận. Ukai tự tin là một dân chuyên như anh ta sẽ làm được gì đó, nhưng rồi cũng thua vì đòn tầm xa. Đến Yamada, người tự tin là cao thủ 16 nút thì cũng bị hành cho sấp mặt, chỉ còn mỗi cú đầu cậu đã vào cuộc và bắt đầu tiến triển hơn khi kéo được nửa cây máu của misa nhưng cô đã bắt nhịp lại được và nghiêm túc kéo trắng cây máu của cậu tuy nhiên cu đâu vẫn may mắn còn một chấm máu để sửa sai cậu đã tung ra một chuỗi combo và thực hiện được tuyệt chiêu ẩn và giành được chiến thắng cậu vốn dĩ đã biết nhưng game thời xưa kiểu này thì luôn có chiêu thức ẩn nên đã tận dụng lượng kiến thức có được để giành chiến thắng cứ tưởng như vậy là đã xong thì misa lại ra thêm thử thách cho họ là khai phá hầm ngục thật ra là xuống đường hầm tăm tối bên dưới căn cứ của phe nổi dậy để tìm kiếm đồ về cho Misa. Ukai và Yamada đã đi cùng Kudo nhưng đi được một đoạn thì Yamada đã bị cửa hàng đĩa phim thu hút mà bỏ lại cả hai. Ukai sau đó cũng bị cửa hàng vũ khí thu hút nên Kudo phải đi tiếp một mình. Trong lúc đó, mọi người ở căn cứ thì đang tập trung chơi game. Kudo lúc này đã hết dùng được bộ đàm nên đã chuyển qua điện thoại để dùng. Đột nhiên căn cứ phát hiện có ai đó đột nhập vào đường hầm nhưng cảnh báo sớm biến mất nên họ chỉ nghĩ là lỗi thật ra người đột nhập vào là một trong ba chỉ huy dưới trướng Sino iakumo cô ta xuống đây thám thính vài thứ thì bị cư dân dưới đây dọa cho chết khiếp mà phải bỏ chạy còn cu đâu lúc này đang chơi đẩy thùng thì hỏi misa biết gì về cái tên mà cô đưa ra trước đó cô không biết nhiều mà chỉ biết cái tên đó liên quan đến khoản nợ của cậu misa giờ đã hiểu ra đó là tên của bố cu đâu và cậu không hề ưa bố mình chút nào cậu sau đó gặp được tướng lĩnh ở đây và hiểu được lý do tướng lĩnh mất tích mấy ngày nay cu đâu sau đó lại đi tiếp và vô tình đi vào một nhà kho Cùng lúc này thì Iakumo đã đưa robot xuống đây để tấn công, Jin đã được sắp xếp ra trận để chiến đấu. Nhưng đâu vẫn đang kẹt dưới hầm nên giờ cô phải tự chiến đấu một mình. Bất ngờ tướng lĩnh lái tàu siêu tốc đến và đâm vào robot của Iakumo, nhưng thiệt hại gần như bằng không. Tướng lĩnh cũng an toàn rút lui nên không có thiệt hại gì xảy ra. Misa lúc này cũng đã đến tận nơi để cứu Kudou. Còn Jin thì cũng được cho thu hồi nên Yamada đã đứng ra nói nhảm để câu giờ, và bằng cách nào đó thì Iakumo lại chịu nghe anh ta nói nhảm một lúc lâu. Kudo đã tranh thủ đi lấy đồ mà Misa cần trong lúc Yamada đang nói nhảm và thứ Misa cần là máy chơi game. Trước đây, cô và bố mình thường xuyên chơi game với nhau nhưng vào một ngày, bố cô bé đã ra ngoài và không bao giờ trở về. Misa đã tìm thông tin về bố nhưng vô dụng, cô bé muốn ra ngoài tìm bố nhưng lại sợ bản thân cũng biến mất như ông. Misa đã cố để sống sót suốt một thời gian cho đến khi Ukai đến tìm và đưa cô bé rời khỏi nhà. Yamada lúc này đã không còn câu giờ được nữa nên Kudo đã đưa Misa ra ngoài misa quyết định sẽ cùng kudo lái robot để chiến đấu cô sau đó biến robot thành dạng mèo nhưng sức mạnh lại khá yếu nên không thể đánh trực diện được mà đành phải nấp đi misa thấy bản thân đã tạo ra con robot vô dụng khi không mạnh như của jin hay nhanh như của juki nhưng kudo cho rằng nếu đánh trực diện không được thì ẩn nấp để tấn công vì misa là một hikikomori nên đâu thể để người khác nhìn thấy được kudo sau đó đã lấy ra dây nối tay cầm điều khiển và quyết định sẽ bù đắp thiếu sót cho misa cô bất ngờ tràn đầy hứng khởi và gọi xuống một chiếc kotatsu chiếc bàn giữ ấm của người nhật đây là báu vật của một hikikomori cả hai sau đó đã chui xuống bàn để cùng chiến đấu cả hai đã cùng đối mặt với iakumo và bắt đầu đọ hỏa lực với cô ta cả hai liên tục spam nút và khiến iakumo bắt đầu đuối về mặt hỏa lực để rồi thua cuộc và phải bỏ đi hôm sau nhóm kudo đã được trở về phòng sạc điện và misa đã thỏa hiệp với kudo để cho hai cô gái kia cũng được vào đây miễn là họ tiếp tục chơi game với cô bé là được Cấp trên lúc này đã gọi đến và hỏi Sino tại sao 3 tháng qua anh ta chưa làm gì để khiến quân nổi dậy yếu đi mà ngược lại còn khiến họ ngày một mạnh thêm. Nếu Sino không cải thiện tình trạng thì anh ta sẽ giống như người tiền nhiệm của mình. Sino sau đó đã tổ chức chạy marathon để tuyên truyền. Ấy vậy mà kế hoạch này lại bị quân nổi dậy ngăn cản. Họ đã kéo người ra phá đám cuộc chạy đua và còn cướp luôn sóng truyền hình để tuyên truyền. Do đó Sino lại bị cấp trên khiển trách và một người trong số đó đã đề xuất cho Sino một chiến lược. Còn bên quân nổi dậy tuy là cướp sóng thành công nhưng tuyên truyền thì chẳng được bao nhiêu. Đã vậy họ còn phải nhận không ít thương tổn. Tối đó, Kudo đã ngồi lại với ba cô gái vì họ đang phải làm linh vật nhồi bông để bán trong lễ hội sắp tới. Cũng đã đến giờ nên Kudo đã ra về. Cậu không có chỗ ngủ cố định mà cứ nằm được ở đâu là ngủ luôn ở đấy. Cậu không muốn ngủ lại ở đây vì sợ sẽ gắn bó quá mức với nơi này. Yuki sau đó cũng ra về còn Nakata thì vẫn khuyên Kudo cứ tiếp tục giữ vững mối quan hệ với ba cô gái để kiếm tiền một khi hết nợ thì cậu sẽ được tự do vì cậu vốn không thuộc về nơi này vài ngày sau lễ hội được phe nổi loạn tạo nên đã thu hút được nhiều khách hơn dự tính quả nhiên việc cướp sóng truyền hình đã có kết quả nhưng họ không ngờ rằng cả sino và hay a đều xuống đây để thám thính và giờ tôi nhận ra hay a là nữ chứ không phải nam sino sau đó đã lạc mất hay a do cô lại tự ý hành động hay a sau khi đi một vòng thì bất ngờ gặp được jin cô đã kéo hay a khỏi một cửa hàng mờ ám và hay a thắc mắc không biết cả hai đã gặp nhau lần nào hay chưa nhưng Jin thấy không quen nên chắc là chưa, Sino lúc này thì lại gặp được Kudo ở một quán ramen bên bờ hồ. Anh ta cho biết lý do bản thân che mặt là vì anh ta làm công chức nhà nước nên muốn tránh bị lộ. Chủ tiệm cho rằng ông không thích mấy cái tư tưởng mộng mơ này cho lắm mà chỉ thích sống theo ý mình, tự do tự tại và không bị cấp trên sai khiến. Điều mà Sino và Kudo đang trải qua, cũng đã lâu rồi ông mới trở về đây do quán của ông từng nằm giữa cái hồ này cho đến khi thảm họa đó xảy ra. Đang trò chuyện một lúc thì Yamada và tướng lĩnh đã bắt đầu ý định cướp lại cái kim tự tháp ngược kia vì vô số thứ bị kiểm duyệt và thu hồi đều ở trong đó. Bất ngờ anh ta nhận được cuộc gọi từ Ukai về một thông tin gì đó, còn Nakata lúc này bị nhà cái gọi để dí tiền nên anh ta đã gọi cho Kudo để phàn nàn. Nhưng cậu lại không chịu bắt máy, Kudo lúc này đã cho Shino biết rằng ở phe nổi dậy cũng có những con người tuy là nghiêm túc theo đuổi những thứ mộng tưởng nhưng họ lại cực kỳ trưởng thành về mặt nhận thức. Còn ông lão bán ramen thì cho rằng việc theo đuổi những thứ đó là lối sống của riêng mỗi người, cũng như ông đã dành cả đời để bán ramen vậy. Đó là lối sống riêng và không ai có quyền áp đặt điều đó. Bất ngờ Nakata tìm đến để phá đám, anh ta đã quá say nên bắt đầu gây gổ rồi khoe khoang việc bản thân là sếp lớn của quân nổi dậy. Shino đã cực kỳ bức xúc và để lộ thân phận và cho rằng quân nổi dậy ai cũng như Nakata, anh ta sợ hãi mà yêu cầu Kudo lấy robot ra dẫm bẹp Shino. Nhưng Shino không ngờ tình thế lại oan ra ngõ hẹp như vậy tư lệnh của quân đội lại chạm mặt lực lượng chiến đấu chính của phe nổi dậy. Yamada lúc này nghe Ukai báo tin nhưng chưa dứt câu thì đã cúp máy khiến anh ta không rõ chuyện gì đang xảy ra ở đây. Mười năm trước, chính Mimi và Yamada là hai người đã gây thảm họa và khiến chiếc hồ này xuất hiện. Cả hai đã quyết định sẽ cùng nhau gánh vác tội lỗi này và giờ đây một người thì thay đổi còn một người thì vẫn như xưa. Còn Shino lúc này quyết định sẽ ra tay trừng phạt khu phố vô kỷ luật này. Hai A lúc này vẫn đang được Jin giúp đỡ trong việc khai thông kiến thức về những thứ mộng tưởng. Nhưng bất ngờ Hai A phát hiện buổi lai sâu của Yuki gần đó nên đã tiến tới xem thử. Cô nhận ra Yuki là người đã cản trở buổi chạy marathon của Shino lần trước nên đã lao lên sân khấu và rút kiếm để tuyên bố bắt giữ Yuki. Cô ta liên tục dùng kiếm đuổi theo Yuki buộc Jin phải lên chặn lại. Nhưng Shino đã tìm đến đây và yêu cầu Hai A không được để đổ máu trước mặt người dân. Anh ta sau đó tuyên bố là bản thân đã nhìn thấu được bản chất của nơi này và sẽ không còn nhân nhượng nữa. Trước giờ anh ta đã do dự trong việc toàn lực tấn công nơi này. Anh ta sau đó đã gọi Musashi đến đưa cả hai về tuyên bố sau 24 giờ nữa anh ta sẽ tổng lực tấn công nơi này nên ai biết điều thì lo mà đi sơ tán gấp. Ukai lúc này đã bị bắt và anh ta biết được việc quân đội đang tính thả rơi kim tự tháp ngược chứa rất nhiều báu vật của phe nổi dậy. Họ cho rằng việc phá hủy hết đống này sẽ khiến phe nổi dậy mất đi ý chí chiến đấu. Ai nấy đều nhận ra tình hình phức tạp lúc này. Nhưng Jin vẫn tin là họ sẽ tìm được cách giải quyết vì trong cái khó sẽ lo cái khôn ấy vậy mà Yamada tuyên bố quân nổi dậy sẽ giải tán từ đây, ai muốn ở lại và tham gia nhiệm vụ liều mạng này thì anh sẽ chào đón chứ không ép buộc họ. Jin tin là sẽ không ai từ bỏ nhưng đáng tiếc là họ đều quay đầu rời đi. Nhưng Jin vẫn tin là chỉ với từng này người và sức mạnh của robot cá mập thì họ sẽ đỡ được cái kim tự tháp ngược kia. Nhưng Kudo nói thẳng là họ sẽ không thể làm được gì, vì như Sino đã nói, lần này quân đội sẽ thẳng tay đàn áp họ. Zuki rất tức giận mà tiến đến cho rằng những người chọn ở lại đây đều có một niềm đam mê không thể từ bỏ với những thứ bên trong kim tự tháp đó, và chẳng lẽ Kudo lại không cảm nhận được những thứ mà họ đang cố bảo vệ hay sao? Rất tiếc là Kudo không hề cảm nhận được nhiệt huyết như họ nên cậu đã bị Zuki gọi là đồ trống rỗng. Jin sau đó đã đuổi theo Kudo, cậu đã hỏi Jin có biết về sự thật là chính con robot mà họ lái là thứ đã gây ra thảm họa hay không, và nếu biết thì tại sao cô vẫn còn ngồi trên nó để chiến đấu? Cô cho rằng bản thân tự tin vào chính mình và cô cũng có cu đô hỗ trợ nhưng bản chất của cậu vẫn chỉ là một kẻ trống rỗng trước giờ cậu chỉ luôn cố làm vừa lòng người khác bằng cách đóng kịch việc cậu chiến đấu với cô và những thứ cô nghĩ về việc cả hai hòa hợp ra sao cũng chỉ là suy diễn nhưng cô vẫn muốn hiểu thêm về cu đô và không muốn chia tay khi chưa tìm hiểu được gì cả cu đô giờ mới thú nhận một sự thật rằng bố cậu chính là nhà sản xuất cho phim và chuyện hải vương mà cô luôn thích thú đồng thời ông cũng là nhà sản xuất cho tựa game đối kháng mà cậu đã chơi với misa ông là người được rất nhiều fan yêu quý thế nhưng cậu không hề yêu quý bố mình vì ông quá bận với nhiều dự án để rồi bỏ mặc mẹ con cậu và rồi mẹ cậu qua đời tiền của thì đem đi chạy chữa cho mẹ nhưng thất bại để rồi nợ ngập đầu còn dự án hải vương thì giữa chừng lại thất bại nên cậu phải ôm đống nợ của bố cho nên dù cô yêu thích hải vương ra sao thì kẻ tạo ra nó vẫn là một kẻ thất bại và lý do cậu để nhạc chuông của phim Hải Vương là vì nó như lời cảnh tỉnh để nhắc cậu nhớ tới việc bản thân đã từng ngu ngốc ra sao khi yêu thích một thứ do cha mình tạo ra. Kudo sau đó rời đi thì nhận được điện thoại từ Nakata. Trong lúc đó, Yamada cho biết họ đã có một con át chủ bài, đó là kết hợp ba cục pin lại thành một để cả ba cô gái có thể thay phiên nhau cấp điện và biến đổi khả năng chiến đấu. Nhưng ngay sau đó thì họ gặp lại Jin và tuy cô chưa thể đưa Kudo về nhưng họ tin Kudo sẽ lại làm nên kỳ tích. Ấy vậy mà họ giờ mới nhận ra Nakata đã mất tích và robot cùng xe chứa của họ cũng đã bị lấy mất theo. Nakata lúc này đã cướp mất robot và dự định cùng Kudo bán con robot này cho quân đội. Thế nhưng trong lúc ai nấy đều đang cay cú vì bị phản bội thì bất ngờ tướng lĩnh của họ từ trong bộ đồ linh vật bước ra. Cô cho biết quân nổi dậy lúc này sẽ bắt đầu giai đoạn 2. Nakata lúc này quyết định sẽ dùng tiền từ việc bán con robot để mở lại quán rượu và rồi Kudo sẽ lại làm nhân viên của anh ta lần nữa. Trong lúc đó tướng lĩnh cho biết mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát vì mọi người của phe nổi dậy đã trở về chỉ vì có thủ lĩnh là một cô bé dễ thương cu cô sẽ đi chuẩn bị vài thứ và mọi việc sau đó sẽ phụ thuộc vào mọi người trong lúc đó nakata cho rằng việc bản thân lấy con robot đi sẽ khiến quân nổi dậy từ bỏ mà sơ tán thay vì liều mạng đối đầu với quân đội anh ta cho rằng việc bản thân làm là đang cứu họ nên kudo đừng có ái náy vì cậu hẳn cũng muốn nhưng con người đó sống sót anh ta sau đó thấy kudo có cuộc gọi đến từ yuki nhưng cậu đã không bắt máy máy cũng hết pin luôn nên cậu không thể sử dụng nữa nakata thắc mắc về nhạc chuông của cậu thì cậu đã kể về việc của cha cậu cho anh ta nghe ký ức duy nhất cậu có về cha là lúc cậu khe nhân vật của ông và được đáp lại bằng một nụ cười để rồi vào ngày ông ta bỏ đi thì ông đã chắc chắn về việc sản phẩm của bản thân sẽ thất bại nakata lúc này đã cho kudo xem vết thương trên mắt anh ta cái này là do một con mèo gây ra anh ta từng nhận nuôi một con mèo hoang nhưng nó có vẻ không ưa anh ta nên đã nhiều lần cào anh ta bị thương Thế nhưng anh ta chưa từng có ý định bỏ rơi nó. Cho đến một ngày, anh ta vừa lơ là thì con mèo đã bị xe cán chết. Nên anh ta muốn Kudo cũng rời xa anh ta giống như con mèo đó. Trong lúc đó, Di nhận thấy mô hình Hải Vương được Kudo lắp ráp lần trước ở trên bàn thì nhận ra Kudo chắc chắn sẽ trở về. Vì Hải Vương này có màu đỏ, đây là một bản Hải Vương được đồn là sẽ xuất hiện ở phần 2 nếu phim không bị kiểm duyệt và dừng sản xuất. Và cô đã từng thấy hình ảnh một Kudo ở trong mộng tưởng đang cầm trên tay mô hình Hải Vương màu đỏ. Đó chắc chắn là nhiệt huyết còn sót lại của Kudo và cô tin nó sẽ lại đưa Kudo trở về với họ. Misa lúc này đã chán việc không liên lạc được với Kudo nên đã cướp sóng truyền hình để Yuki đứng ra nói thay. Cô tuyên bố chiến dịch vẫn sẽ tiếp tục và họ vẫn sẽ không ngừng chống đối quân đội và chính phủ để giành lấy quyền tự do văn hóa. Jin sau đó cũng lên hình để kêu gọi Kudo. Cô vẫn tin là Kudo sẽ nghe được những lời của cô mà trở về. Cô tin là từ lúc Kudo gia nhập phe nổi dậy thì cảm xúc của cậu hẳn đã phần nào thay đổi và nếu cậu thật sự có chút gì đó cảm xúc với họ thì hãy nghe theo cô mà trở về nhưng nakata vẫn khuyên cậu đừng nghe vì quân nổi dậy chỉ cần cậu và con robot để làm công cụ chiến đấu cậu ngay từ đầu không hề mắc nợ gì họ hết nhưng kudo chẳng nói gì và đột nhiên robot phía sau cử động và đưa chân ra dừng xe lại kudo chạy ra xem thì nó quay đầu nhìn về phía cậu cậu cảm nhận được tàn dư năng lượng ở trong con robot và nó đang kêu gọi cậu trở về cậu nhận ra bản thân đã bỏ quên gì đó ở con robot này nên quyết định sẽ trở về Cậu sau đó đã vào trong con robot và chạy đi. Còn Nakata thì cho rằng chính vì tính cách này của Kudo nên cậu cứ mãi mang nợ. Trong lúc đó, tướng lĩnh đang bóc lột sức lao động của mấy anh nhân viên bằng sự dễ thương của mình. Yamada không chắc Kudo có trở về hay không. Nhưng điều duy nhất họ có thể làm bây giờ là chờ đợi. Ngay sau đó thì Kudo đã trở về đây. Nhưng quân lính của Shino đã bắt đầu phong tỏa đường đi khiến cậu bị chặn lại. Nhưng bên Yamada đã nhận tin Kudo trở về nên sẽ cho phóng cục pin và ba cô gái sang chỗ Kudo. Cậu lúc này được Mimi gọi đến để thông báo về việc nếu cậu muốn xin lỗi thì hãy tự đi nói với ba cô gái. Ba cô gái sau đó đã được phóng đi và bay đến chỗ Kudo. Nhưng cậu không thể đến hứng do bị Musashi giữ lại ở đây. Đúng lúc này thì Nakata lao xe đến để hút vào cô ta nhằm giúp Kudo thực hiện việc cậu cần làm. Anh ta sau đó vẫn sống sau vụ nổ xe và sẽ tính thêm vào tiền nợ của Kudo. Cậu sau đó lao đến hứng lấy cục pin và gặp lại Jin. Cậu cho biết bản thân đã trở về đây để trả nợ. Và Jin cũng tin là họ sẽ cùng cậu lật ngược tình thế, Kudo sau đó bị Misa và Yuki đấm cho một cú và dặn là lúc trở về cậu sẽ phải chịu phạt. Cậu sau đó đã kích hoạt hình thái đầu tiên đó là robot cá mập, nhưng lần này thì nó đã màu đỏ chứ không phải màu xanh nữa. Yamada lo rằng đây là hình dạng bị biến chất nên muốn đưa tất cả ra khỏi robot vì sợ thảm họa năm xưa sẽ lặp lại. Nhưng sau một lúc giao chiến thì Musashi đã thấy khó khăn với dạng cá mập đỏ này. Còn Hay A lúc này đây cũng đã ra mặt và cô ta biết người ở trong cá mập đỏ chính là Jin. Cô nhận ra Hay A và vẫn hy vọng bản thân có thể khuyên ngăn được Hay A. Tuy nhiên Hay A đã cho thấy việc đó là hoàn toàn vô dụng. Yamada lúc này đã nhắc Mimi nhớ về sai lầm của cả hai trước đây. Khi việc mất kiểm soát xảy ra thì robot của họ cũng đã hóa đỏ như thế này. Cho nên anh ta muốn hủy bỏ chiến dịch và ưu tiên việc ngăn cản thảm họa xảy ra. Nhưng ngay lúc này thì Jin đã hết điện nên Yuki đã đổi sang cấp nguồn. Sau khi để lớp vỏ chặn đòn từ Haya thì Yuki đã cho robot bay lên để rồi bị đội tầm xa của địch ngắm bắn. Yuki đã tung chiêu bắn trả thì Musashi lại từ phía sau bắn cho họ một phát, nhưng Misa đã đổi dạng để trốn dưới bàn nhằm gia tăng phòng thủ. Nhưng vừa spam nút để bắn hạ Musashi thì Haya lại lao lên chém đôi chiếc bàn. Misa cũng kiệt sức nên Haya đã gọi Jin ra mặt để đấu tiếp. Nhưng Yamada muốn họ niêm phong robot cá mập lại vì anh lo là vụ nổ như năm xưa sẽ xảy ra. Thế nhưng cả Jin và Kudo đều đã quyết định sẽ làm là phải làm đến cùng. Mimi cũng đã tát Yamada một cái vì anh ta đã hiểu sao lý do mà họ phát nổ năm xưa. Lúc đó sức mạnh của họ đang ở mức độ đỉnh cao thì Mimi đã thổ lộ tình cảm với Yamada, nhưng anh ta dù đã hiểu ý cô muốn nói nhưng lại cố tình lảng tránh mà không chịu đón nhận để rồi hướng khởi của Mimi bị tụt và gây ra vụ nổ. Do đó lý do thất bại là vì cô đã quá nóng vội còn Yamada thì quá ngốc. Jin giờ đây đã đủ tự tin khi nghe được sai lầm của người đi trước do đó cô sẽ không vội thổ lộ với Kudo mà sẽ chỉ nói là bản thân đang có tình cảm với một người và cô sẽ không thua trước tình yêu của Hai A dành cho Sino. Cả hai sau đó đã đánh văng cây kiếm của Hai A và giành lấy chiến thắng, thế nhưng chủng cuối Sino giờ mới ra mặt. Anh ta sẽ ngừng kế hoạch thả rơi kim tự tháp nếu họ đánh bại được anh ta, nhưng anh ta cũng sẽ dồn toàn lực để ngăn cản họ làm được điều đó. Yamada lúc này muốn Mimi rời đi để tránh trường hợp bất chắc, nhưng cô cho rằng sai lầm của cô ngày trước sẽ dẫn lối cho lớp trẻ hiện tại nên cô muốn xem đến cuối cùng, Sino lúc này cho rằng Kudo quả thật là một kẻ trống rỗng chỉ biết thay đổi hình dạng bằng những cô gái bên trong, nhưng cậu không phủ nhận điều đó mà còn cho rằng việc bản thân trống rỗng nên mới cần những cô gái lấp đầy khoảng trống đó. Cậu sau đó dùng robot cá mập lao lên và nhanh chóng đổi sang robot mèo để đấm móc nhằm hất Sino lên không. Cậu đổi sang dạng thỏ để bay lên và liên tục tung đòn vào Sino nhưng bị anh ta hất văng ra, đang định tung đòn chém thì Kudo đã đổi về dạng cá mập Tuy bị cắt mất đầu nhưng dạng robot nguyên bản đã từ bên trong lao ra và đấm một cú đẩy Sino xuống mặt đất. Sino lúc này đã thừa nhận bản thân đã thua nên sẽ giữ lời mà bỏ qua vụ của kim tự tháp ngược, thế nhưng một khí cầu đã phát nổ và kim tự tháp lại sắp rơi xuống. Sino được biết là quyền chỉ huy của anh ta đã bị tước mất và anh ta nhận ra bản thân đã bị cấp trên gài bẫy. Kudo đã hết năng lượng nên cũng chẳng thể chiến đấu tiếp, nhưng Yamada muốn cùng Mimi cứu vớt tương lai của mọi người. Kudo lúc này đã xin lỗi mọi người vì bản thân quả là một kẻ vô dụng thì Yamada đã tiến tới và tung ra kế hoạch hai của họ. Đó là tung ra một màn biểu diễn để kích thích nhiệt huyết của ba cô gái một lần nữa, sân khấu và nhạc đã được chuẩn bị và giờ chỉ cần Yuki hát. Cô đột nhiên nhận ra bản thân thuộc lời nhạc từ lúc nào không hay thì được cho biết là họ đã bật nó cho cô nghe lúc ngủ. Kim tự tháp lúc này đã bắt đầu rơi thì Kudo đã cùng cả ba cô gái kích hoạt robot hợp nhất và bay lên đỡ lấy kim tự tháp. Bộ giáp bền bỉ của cá mập cùng chiếc bàn của mèo lẫn động cơ của thỏ đã giúp họ giữ lấy chiếc kim tự tháp. Kudo lúc này cũng thú nhận là cậu thích tất cả mọi người trong phe nổi dậy nên ba cô gái cũng lên tiếng hô hào theo và giúp robot được gia tăng sức mạnh. Kim tự tháp sau đó được đẩy ra chiếc hồ và hạ cánh ở đó. Ai nấy đều vui mừng vì có thể giữ lại được những di sản, còn Sino thì lo lắng về việc nếu người dân cứ tiếp tục mộng tưởng thì đất nước sẽ sớm rơi vào tay lũ ngoại bang. Nhưng Yamada cho rằng nếu chuyện đó xảy ra thì phe nổi dậy sẽ giúp sức để giữ vững quan hệ hữu nghị với các nước khác kudo lúc này đây không biết trả nợ sao cho hết nhưng nakata đã trở về đây để dặn cậu có nợ là phải trả và không cần biết trong bao lâu cậu cũng chỉ biết chấp nhận và phim đến đây cũng là kết thúc